Xin kính chào quý vị. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình 365 ngày chuyển động, cập nhật những tin tức nông nghiệp đáng chú ý mỗi ngày. Sau một thời gian trầm lắng thì giá rau hoa tại Đà Lạt và vùng phụ cận đã tăng trở lại. Và vào lúc này, người trồng hoa tại làng hoa Thái Phiên đang tích cực xuống giống, phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó sẽ là cập nhật những thông tin đáng chú ý khác mà quý vị không nên bỏ lỡ. Nông dân xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên hình thành vùng cây ăn trái chất lượng cao trên diện tích đất mía kém hiệu quả. Hiệu quả từ đa dạng hóa cây trồng ở xã Tân Lâm, huyện Di Linh. 72.000 tấn cam sành chuẩn bị vào vụ thu hoạch vào cuối năm. Hà Giang cần sớm lên phương án tiêu thụ cho loại quả này. Đẩy mạnh tiêm vaccine phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi vào những tháng cuối năm. Có lẽ thời gian vừa qua chính là thời điểm khó khăn nhất của ngành hoa, và sau một thời gian dài giá cả chạm đáy vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nông dân trồng hoa đã phấn khởi trở lại vì giá hoa tăng cao, việc vận chuyển và tiêu thụ hoa cũng đã thuận lợi hơn rất nhiều. Vụ hoa Tết là vụ hoa quan trọng nhất trong năm, vì vậy mà thời điểm này, ở đâu đâu tại làng hoa Thái Phiên cũng bắt gặp hình ảnh các nông hộ dọn vườn, làm đất, xuống giống, chăm hoa, với kỳ vọng vụ hoa Tết sẽ khả quan. Làng hoa Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt có 360 hectare nhà kính, trong đó diện tích rau chiếm 30 hectare, hoa ly chiếm 12 hectare, còn lại toàn bộ là trồng hoa cúc. Nông dân sản xuất 3 vụ hoa mỗi năm, nhưng năm nay do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang trồng các loại rau ngắn ngày hoặc ngừng sản xuất để phơi hại đất chờ xuống giống cho vụ hoa Tết. Hiện thị trường hoa đã có tín hiệu phục hồi, do vậy các nông hộ đã tiếp tục xuống giống cho vụ hoa Tết. Được biết, hiện các nhà vườn đã gặp phải tình trạng khan hiếm các nguồn giống hoa do thiếu nguồn cung. Cộng thêm tâm lý e ngại do vừa thất thu liên tiếp các vụ hoa vừa rồi, nên sản lượng hoa cúc và hoa ly phục vụ thị trường hoa Tết năm nay tại làng hoa Thái Phiên dự kiến giảm từ 30 đến 50%. Sau nhiều ảnh hưởng từ đại dịch, lúc này là thời điểm mà các địa phương đều đang tập trung khôi phục sản xuất. Một số thì đang lựa chọn chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Nhắc đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì Thúy Vi muốn mời Hải Yến cùng với quý vị khán giả sẽ cùng về với xã Quảng Ngãi của huyện Cát Tiên để cùng xem bà con nông dân tại đây đã hình thành một vùng cây ăn trái trên đất mía kém hiệu quả như thế nào. Nông dân xã Quảng Ngãi lâu nay vẫn gắn bó với cây mía. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bắt kịp với xu thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong và ngoài tỉnh, người dân nơi đây đã và đang xây dựng những vườn cây ăn trái quy mô, đầu tư lên tới hàng trăm triệu đồng. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ngãi, riêng trong năm 2021, người dân đã chủ động chuyển đổi vườn hộ, vườn tạp từ đất trồng mía, mì, các cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao trên diện tích khoảng 45 hectare. Được biết, năm 2019, Hợp tác xã Cây Ăn Trái xã Quảng Ngãi cũng đã ra đời. Đến nay có 38 xã viên với tổng diện tích cây ăn trái là hơn 84 hectare. Trong đó đa phần là bưởi da xanh với gần 30 hectare, còn lại là cây ăn trái khác như măng cụt, mít, chôm chôm, sầu riêng. Bên cạnh đó, Hợp tác xã cũng hỗ trợ cho người nông dân cấp chứng nhận việt gáp đối với cây bưởi. Chính quyền địa phương xã Quảng Ngãi cũng đang tạo điều kiện để người dân tham gia thêm các lớp tập huấn để nâng cao kỹ thuật canh tác. Khác với xã Quảng Ngãi của huyện Cát Tiên, xã Tân Lâm, huyện Di Linh là xã có tới 38% đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương có khoảng hơn 2.600 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Trong nhiều năm qua, Tân Lâm cũng đã là một điểm sáng trong đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phương châm đa dạng hóa cây trồng phải gắn liền với việc chuyển đổi giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại là cách mà địa phương xã Tân Lâm đã triển khai thực hiện nhiều năm qua. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, trong những năm qua, xã Tân Lâm đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao. Ngoài việc thực hiện tốt công tác tái canh, cải tạo giống cà phê già cỗi kém năng suất sang trồng giống cho năng suất cao, địa phương đã chú trọng phát triển nhiều mô hình trồng sen, thực hiện đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Từ đó, người dân mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích cà phê già cỗi sang trồng sen một số cây có giá trị kinh tế cao như cây dổi, cây bơ, sầu riêng, mắc ca.
Đồng thời, các nông hộ đã trồng thêm trên 165 hectare các loại cây dâu tằm, chè, hồ tiêu, mít thái, chanh dây. Ngoài các loại cây trồng trên, người dân còn duy trì phát triển chăn nuôi với hơn 1.000 con gia súc và trên 91.000 con gia cầm các loại. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 3%. Không chỉ có các địa phương tỉnh Lâm Đồng tập trung đa dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mà Lào Cai, địa phương vùng núi phía Bắc, phấn đấu đến năm 2025, cải tạo 500 hectare và trồng mới 985 hectare cây dứa, nâng tổng diện tích lên hơn 2.500 hectare. Hiện nay, người dân ở Lào Cai sử dụng cơ bản là giống dứa Queen có năng suất thấp khoảng 20 tấn một hectare, quả lớn nhanh nhưng chất lượng lại thấp. Giống dứa này chỉ phù hợp cho thị trường ăn quả tươi. Do đó mà việc cải tạo trồng giống dứa mới phù hợp với nhu cầu của thị trường hơn là điều tất yếu. Tỉnh Lào Cai đã đánh giá hiện trạng và có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống. Theo đó, cải tạo tổ chức sản xuất theo phương pháp rải vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc ra hoa và đậu quả phù hợp với từng thời điểm, hạn chế dứa chín tập trung vào cùng một thời điểm, kéo dài được thời gian thu hoạch. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Lào Cai sẽ cải tạo giống mới khoảng 500 hectare. Trong đó, năm 2021 đạt 100 hectare, năm 2022 đạt 200 hectare và năm 2023 đạt 200 hectare tại Mường Khương, sau đó mở rộng sang huyện Bảo Thắng. Đồng thời, trồng mới 985 hectare, nâng tổng diện tích dứa đến năm 2025 trên địa bàn là hơn 2.500 hectare. Toàn bộ diện tích trồng mới được thực hiện chuyển đổi trên đất trồng ngô kém hiệu quả tại huyện Mường Khương và Bảo Thắng. Dự kiến tỉnh sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng một hectare, nhu cầu kinh phí khoảng 49 triệu 250 ngàn đồng. Đồng thời lựa chọn các giống dứa mới như MD2, H180, v.v. phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại Lào Cai. Thưa quý vị, cam sành là cây đặc sản của Hà Giang và được trồng tập trung ở ba huyện là Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Cam sành bước vào giai đoạn chín và thu hoạch là vào tháng 12 cho tới tháng 3 dương lịch của năm sau. Và vụ cam sành năm nay thì dự kiến cho thu hoạch lên tới 72 ngàn tấn. Theo như Hà Yến được biết thì năm trước thì cam sành ở đây không tiêu thụ được, nông dân ở đây thì phải cho cam sành rụng đầy gốc La Tuy Vi. Và để không lặp lại tình trạng này, tỉnh Hà Giang đã lên kịch bản tiêu thụ cho hơn 72.000 tấn cam sành ngay từ bây giờ. Theo thống kê, hiện tổng diện tích cam sành niên vụ 2021-2022 vào khoảng 7.600 hectare và diện tích cho thu hoạch khoảng 6.900 hectare, còn lại là diện tích các giống cam khác. Năng suất cam sành bình quân đạt 105 tạ trên 1 hectare và sản lượng cam sành niên vụ 2021-2022 ước đạt trên 72.000 tấn. Để chủ động tiêu thụ sản phẩm cam sành niên vụ 2021-2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã sớm tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình sản xuất và xúc tiến các sản phẩm nhằm tiêu thụ sản phẩm cam sành niên vụ 2021-2022 với quan điểm xuyên suốt lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu để bảo vệ và phát triển thương hiệu cam sành Hà Giang. Định hướng ứng dụng thương mại điện tử và số hóa các hộ sản xuất và kinh doanh là hướng đi chủ đạo cho giải pháp tiêu thụ cam sành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Không chỉ tập trung chuyển đổi đa dạng cơ cấu cây trồng vật nuôi mà việc tiêm phòng vaccine để phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi vào những tháng cuối năm cũng đang cần được đặc biệt quan tâm. Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Hiện một số dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng, cúm gia cầm còn xảy ra ở diện rộng và gây tổn thất lớn về kinh tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo cho các sở ngành, chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật theo đúng quy định của luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo bố trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ đạo thực hiện. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó khẩn trương rà soát tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine, phòng các bệnh, đảm bảo tối thiểu trên 80% tổng đàn, đặc biệt là đối với các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục, bệnh dại, v.v.
Thưa quý vị, có một thực tế hiện nay là các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyên sản xuất các mặt hàng đa dạng như rau củ sấy, bánh kẹo, mứt, trái cây khá nhiều, chủ yếu cung cấp cho khu vực nông thôn, các đại lý và chợ bán lẻ. Dù nhiều doanh nghiệp lớn lao đao, các cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn ổn định được sản lượng, duy trì sản xuất. Đúng vậy đó Hải Yến, nhưng các cơ sở công nghiệp nông thôn thì lại gặp một khó khăn nữa, đó là việc đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng hàng hóa. Vì vậy mà các nguồn vốn để tiếp sức hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn đã góp phần thay đổi rất lớn. Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với một cơ sở sản xuất như thế tại thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ. Từ khi được hỗ trợ công hàng lại 60 triệu đồng từ chương trình khuyến công tỉnh Lâm Đồng để mua máy đóng gói tự động này, cơ sở sản xuất bánh kẹo Tuấn Phong mạnh dạn sản xuất thêm một dòng sản phẩm nữa, ngoài các loại bánh mè, bánh dẻo quen thuộc là bánh quy bơ. Vì nếu bánh quy không được đóng gói riêng từng chiếc sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Sau khi đưa bánh từ lò nướng ra, bánh quy được sắp xếp chạy trên máy. Mỗi phút có thể đóng gói hoàn thiện gần 100 sản phẩm. Nhờ đó, bánh quy của cơ sở được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được bảo quản tốt hơn và cũng đẹp mắt hơn. Trước đây là mình không có làm bánh quy bơ, bây giờ thì mình khách yêu cầu làm bánh quy bơ thì mình đầu tư thêm cái máy này để làm. Máy này thì để mình bao bọc thực phẩm, bao bánh để không bị yếu và an toàn vệ sinh. Lợi ích trước tiên là vấn đề là coi như là cái thực phẩm của mình được bảo quản rất là lâu, tốt và nói chung ra ngoài thị trường khách hàng rất là ưa chuộng và mến mộ. À, tại vì khi mà cái thực phẩm của mình đã được bao bọc bằng công nghệ, tức là cái máy là bên khuyến nông coi như là hỗ trợ mình, đó là coi như là về mình làm rất là hiệu quả. Tuy là cơ sở nhỏ nhưng mỗi ngày đều đặn xuất xưởng 300 kg bánh các loại, tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng sản phẩm của cơ sở vẫn bán khá trôi chảy nhờ giá cả cạnh tranh và sản phẩm đảm bảo chất lượng. Quan trọng nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình phải đặt cái an toàn vệ sinh thực phẩm lên trên hết. Và trước hết là mọi nguồn gốc đầu vào là mình phải có giấy chứng thực đàng hoàng đầy đủ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Thứ nhất, thứ hai là cơ sở vật chất lúc nào mình cũng phải coi như là trang thiết bị đầy đủ, coi như là bảo hộ bao tay, găng tay rồi mọi thứ cho nhân viên, từ khám sức khỏe cho tới coi như là mọi thứ. Để coi như là người lao động có khỏe thì coi như là làm ra sản phẩm mới tốt được. Hoạt động tiếp sức này không chỉ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất kinh doanh hiệu quả, mà sản phẩm hàng hóa làm ra phục vụ khách hàng cũng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Sự lớn mạnh của các cơ sở công nghiệp nông thôn cũng đã và đang góp phần không nhỏ vào việc gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời giải quyết việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại chỗ. Một hàng việc với nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Quý khán giả và bà con có thể chia sẻ thông tin mà mình quan tâm với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglt@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Đến đây thì Thúy Vy và Hải Yến xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những chương trình kỳ sau.